đây là cây đao. Vào những thập niên 45, khi nạn đói của Việt Nam quá đói, có những người bị hại chết đói, thì các cụ đã biết đi lấy những cái cây như này về băm ra, mỏng ra, giã nhỏ, ngâm nước, vò lấy cái bột của nó để nấu cháo ăn. Xin chào mọi người, hôm nay chúng tôi đi chặt cây đao để về nấu cháo, trước là người ăn, sau là cho gà, vịt, ngỗng ăn. Đây là cây đao, chúng tôi bắt đầu đi lấy nó. Trước tiên chúng ta phải đốt để nó cháy xung quanh đó, chúng ta mới lấy được. Đốt vì cây này nó rất khó, muốn lấy được nó không phải là ít công. Đấy, chúng ta phải đốt như này, đốt để nó cháy xung quanh hết đã. Lấy được nó. Đấy. Đốt cái này để cháy những cái cành xung quanh này. Để cháy những cái vành đai bao bọc nó. Để lấy cho nó dễ hơn một tí. Nếu không thì là rất khó. Không lấy nó lắm. Cây này là một chăn gà một tháng, mang về giã ra băm nhỏ, băm mỏng, giã ra phơi, một là phơi khô để ăn dần, hai là giã ăn ngay, giã ra xong rồi mang giã băm ra, mỏng ra mang giã. Mùa này rất nhiều muỗi. Ở trên này người ta biết đi lấy cây đao, cây báng này ăn này. Người thì ăn, bã thì cho gà, cho vịt. Nặng, đói năm 1945 đây. Người miền xuôi chết đói. Còn dân miền núi chúng tôi biết đi lấy cây đao, cây nưa về ăn đây, cây báng đây. Và những là thổ dân thì lấy đao đây các bạn ạ, thổ dân ở đi và có thể đánh nhau đây. Ngày xưa mà không có cái cháo đao là chết đói rồi đấy.
cháu bán lộ cho đọc mở là cực. Để cô lấy dao đây. Đây là chú Cương, bạn Phương chủ tịch tập đoàn uống rượu Thạch Lương đây. Nhà chú nuôi nhiều gà chú? Vài chục con thôi, nhưng mà hết cách ăn rồi. Người anh đói đúng không? Người cũng đói rồi, giờ phải lấy người ăn, gà ăn, vịt ăn. Ôi giời, sương mù đẹp quá. Khói lên. Đi tới một giây coi, đi làm cỏ na thôi. Bà con ta phải nhớ rằng mệt nhất là đi lấy dao vào đào củ mài. Những việc này là rất mệt. Chủ yếu là bàn tay người đàn ông mới làm được. Dao đi ra bên này là chẳng đâu. Cái này để đến vì một bữa không có, chú tự mình là về vác cái cuốc, cái chuồng đào bằng sạch. Với tôi như thế này là mệt, còn với bà con thì tôi cũng biết thế nào. Rồi, chúng ta bắt đầu kéo hết lớp vỏ của nó để lấy cái lõi của nó bên trong, mang về băm mỏng ra, mang đi giã, rồi mang về ngâm được khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ trong nước. Sau đó bỏ cái bã, lấy tay bóp vắt vỏ bã đi, lấy cái tinh hoa của nó về, lấy cái miếng vải mỏng đổ vào vắt lấy nước một lần nữa, xong mang vào lấy cái bột của nó ấy, để nó lắng, cắt bớt nước đi, đéo thử gốc lên. Đây là cái đao vào những thập niên 45, khi nạn đói của Việt Nam quá đói, có những người phải chết đói, thì các cụ đã biết đi lấy những cái cây như này về băm ra, mỏng ra, giã nhỏ, ngâm nước, vò lấy cái bột của nó để nấu cháo ăn. Còn cái to thì các cụ mang cho chăn gà, chăn vịt ăn vào, nó có vị ngọt, dịu, mát thanh, rất dễ ăn các bạn. Khi nào các bạn có dịp lên quê tôi sẽ nấu cho các bạn ăn thử. Đéo thế là sắp được quạt. Thế này là xong các bạn ạ. Bà con ạ. Bây giờ chúng ta mang về băm mỏng, xong mang giã và giã nhỏ ngâm vào nước 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Chúng ta sẽ bóp để ra lấy cái chất bột của nó. Còn cái bã to ta bỏ lại cho gà. Khi nước trong, các bạn cắt bớt cái mặt nước ở bên trên đi, lấy phần bột bên dưới. Ăn đặc hay ăn lỏng tùy theo các sở thích của mọi người. Ăn đặc thì ta cắt hết nước đi,
mà ăn lỏng thì chúng ta sẽ để lại một ít nước. Nếu các bạn có đường, các bạn cho thêm một ít đường nữa vào, tùy theo nhiều bột nhiều hay ít, ăn vào nó sẽ có tăng thêm vị ngọt hơn. Chúng ta bắt đầu lên vai bác về nhà. Mọi về thôi. Chú lên chơi, cháu cầm dao cho. Lích chỉnh. Anh à, cũng vừa vai đấy. Ồ. Không phải 20 cân đâu cháu ạ. Đấy, có 30 cân trở lên rồi. 30 cân. 30 cân rồi đấy. Nó nặng như cái đau, nó phải nhẹ đâu. Thế này. Bác đây là vừa vai đấy. Đã có 30 cân trở lên rồi. Thì nó khoảng nặng bao nhiêu cân chú? Khoảng 35 cân. Cục cây đa này tôi lấy ngắn đi, nó chỉ nặng được khoảng 35 cân. Nếu còn để dài thì không vác được. Vác độ khoảng 1 cây số. Chú tôi đã sắp về nhà rồi đấy. Đây, chú Trung đang vác cây đao về. Đây, nhà chú Trung tít ở dưới kia kìa. Đây, sau khi chúng tôi lấy về, chúng tôi phải băm ra. Băm miếng mỏng các bạn ạ. Và con ta sẽ băm mỏng ra như thế này. Băm xong chúng ta mang ra phơi. Băm mỏng ra. Các bạn băm càng mỏng càng tốt, thì nó khô càng nhanh. Phơi khô, chúng ta cho vào bao, cất đi để ăn dần. Đấy, chúng ta sẽ phơi khô. Phơi khô chúng ta cho vào bao, cất đi để ăn dần. Sau khi giã xong chúng ta cho vào nước. Vo nhỏ. Rồi đổ vào cái khăn. Chúng ta để vào cái chậu, cái khăn chúng ta để vào cái chậu như này. Đây, tôi làm cho các bạn xem. Chúng ta sẽ vắt lên nước và lấy cái tinh bột của nó. Cái bã chúng ta đổ ra đây. Phơi ra để cho gà vịt ăn. Đây là cái bã các bạn ạ. Cái này phơi ra để cho gà vịt ăn. Khi chúng ta để 1 đến 2 tiếng đồng hồ sau, cái nước này nó lắng, cái bột lắng xuống dưới, cái nước bên trên nó trong, chúng ta sẽ chắt bớt nước đi, chúng ta chỉ lấy bột thôi. Còn ăn lỏng hay ăn đặc đấy là tùy theo các bạn. Các bạn muốn ăn đặc thì các bạn quấy thật chặt vào, nó sẽ đông như thạch. Chuẩn bị thử bắt đầu lại, bắt đầu. Đây là nồi cháo đao các bạn ạ. Tôi đây là tôi quấy lỏng để ăn cho nó dễ ăn, nó mát. Đây là những bát cháo đao, những thành phẩm của cái đao làm ra đây các bạn ạ. Đây tôi đã quấy thành cháo. Ăn lỏng hay là ăn đặc tùy theo các bạn. Ăn rất ngon, mát dịu. Ăn rất ngon, ngọt, mát dịu. Như là mà ăn một bát cháo này vào thì tỉnh hết cả người các bạn. Rồi, chuẩn bị bắt đầu. Mùi vị rất thơm. Ăn vào có vị mát thanh. Và khi mình quấy lên bột rất trong thì cháo sẽ trong vắt.